Nhớ vợ yêu, về anh bù. Còn chưa nổi một phút, nhắm bù nổi không? Ê bà già, đi đùa xẻ tí nha. Ôi trời ơi. Mày có muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của mày không? Con mái nhà dễ thương của anh, đến đây với anh nào. Không vì mày nhiều tiền thì bà ỉa vào. Em nhớ con chim non của em quá. Rồi rồi, tới công chuyện này. Dạo này hốc lắm béo lên thì phải. Xin 5 triệu tiền em phục vụ anh nãy giờ nhé. Cái gì giáp anh ơi? Người đàn bà chắc nét, vì tiền bán dâm. Còn cái nịt. Vào phòng làm hiệp nữa không? Đưa 100 củ đây thì tôi không nói với bố. Mày nhìn tao giống có 100 củ lắm mà. Đúng đúng. Thì ra bà chọn cái chết. Đứng lại thằng chó kia. BM, mắt để sau gáy à. Mọi thứ đều bình thường, chỉ bị hỏng cậu nhỏ thôi, thật may mắn. Ôi dài ơi. Sao không chết cụ mày đi, sống toàn báo đời. Anh yêu, tắm rửa sạch sẽ, em về với anh đây. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Ê mụ già, định bỏ thằng này ở đây à? Hú hú ông già ở đâu, về dạy lại vợ kìa. Ông già, vợ ông đang ngủ với thằng lợn nhà bà Hồng bán thịt lợn đầu phố đấy. Nó ngủ với nhau ở khách sạn, gọi tao đến bệnh viện hút xác mày à? Ông đưa tôi mời cụ đi, tôi nói cho ông một bí mật. Ôi dài ơi. Quá đâu. 10 củ cờ cờ, mày nói hay thích ăn đòn. Mồm không đánh răng à, thối thế. Thối thế đéo nào bằng con hầu của bà được. Giữ nguyên hiện trường, cảnh sát chồng đây. Ôi, chồng à, bọn em chỉ là bạn. Em đang kiểm tra mồm vợ anh tí thôi, không có gì đâu. What? Thôi nín đi, nào tôi lấy vợ tôi cho dùng ké. Chìm cút đây, bài. Thằng chó, ăn xong rồi bỏ à. Em ngủ với nó nhưng em yêu anh phải tin em. Tin chứ, tin tên éo là được. Cút nhanh khung bố cho mày vào thùng xốp giờ. Này Pippa, vậy làm gì mà mày ngủ như chết thế hả? Con vừa mơ thấy bố ngậm củ tỏi rồi cơ. Ờ cái thằng này, ai thế nhỉ? Đứa nào gõ cửa nhà tao đi. Ôi trời ơi. À ha ha, à hi hi, cưng quá à. Mày có đuổi nó ngay đi không thì bảo. Tội nghiệp nó quá bố ơi, bố cho con nhận nuôi nó đi. Nope. Tao đẻ ra mày mà mày không nuôi được ngày nào, bày đặt nuôi cái thứ này. Thôi mày muốn làm gì thì làm. Cảm ơn vì đã cứu tao, nhưng giờ thì tới số của mày rồi. Có chuyện gì thế? Thằng danh con này. Sao mày dám làm thế với con tao? Thôi, ăn cứt giỏi. Hãy xem ta biến hình đây. Rồi ra, chết nè, lão già xấu xí. Con chó kia, dừng lại mau. Bố mày là cáo, không phải là chó nghe chưa? Đồ con lợn ngu ngốc. Chết nè con. Ôi không. Cây búa này là của tao. Tao sẽ cho mày biết cảm giác đóng đinh là như thế nào. Ôi chúa ơi, con ca muốn bị đóng đinh đâu. Ôi cái đầu tôi, dừng lại. Bé ơi, ta tới đây. Easy. Con lấy được búa rồi nè, bố đóng đinh nó đi. Đau vật cơ cơ, hu hu. Phá kiếp này cho mày làm kiếp khác nghe con. Theo như sách nói thì dưới địa ngục đang xây tầng 19 cho mày đấy. Xuống đó đi con. Nghe nói tu này mẹ phải tiếp ông khách 70 tuổi hả mẹ? Ừ, tuy già nhưng nhiều tiền hơn thằng bố mày. Thương mẹ lấy phải thằng chồng vô dụng. Tạm biệt mẹ. Tí chuyển khoản con xin năm xị nha. Ôi dài ơi. Quá đâu. Vui vở lờ, tao lại được đi hát tay vịn rồi. Hello, điều ngay ba em đến VIP một luôn nhé. Ba, cho con xin tiền chơi ma túy đi, vã quá rồi. What? Kẻ đường bé thôi không sốc thuốc chết cụ mày đấy con ạ. Đúng, đúng. Bố yên tâm, con nghiện danh kim cương rồi. Bé mi 9-18 ngực to thật, sao bằng em chip của tôi được, ha ha ha. Ôi, anh có mua ma túy đều không mà chơi vào đói vở lờ. Đã phê thuốc còn bắt rán gà. Gà đéo gì lắm rồi thế anh. Mày ăn gà hay ăn tát? Kinh vợ lờ, ông giỏi thì hốc đi. Kinh thế chó nào được.
DM, thú như con hàu của bồ tao hai ngày không tắm vậy. Còn ma tuế không anh, em lại vã rồi. Làm đéo gì còn tiền mà chơi, hu hu. À, buồn ẻ quá. Sắp ra khỏi đít rồi. Danh con, tao vào trước. DM, làm anh như cờ cờ. Hai anh em nó chơi thuốc từ sáng chắc giờ phê níu lưỡi vào rồi. Nhà đéo gì lắm rác thế này. Vãi, mà à. Sao lại có hai miếng bánh biết cử động này anh? Bố hai thằng nghiện lòi mắt ra. Trông ngon vờ lờ, mày ăn không? What the fuck, nó biết chạy. Nani? Ha ha, trông thằng kia vừa ngu vừa xấu. Nhìn cái chó gì, móc mắt chấm mũi giờ. Sao lại có đĩa thịt chó ở đây nhỉ? Ảo thật đấy. Ăn tí thịt chó giải đen đi anh. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Bố mày là chó soi đấy, đừng cắn sằng. Mày không hớt được bao con trai, Tobi không tình yêu. Chủ quán, mang bát mắm tôm ra đây. Em thấy đùi gà rồi. Tao vẫn thích thịt chó hơn. Tìm hàng ngon nào tôi với bạn lại đi thẩm nhé. Hi hi, tuy già nhưng được cái vẫn khỏe hơn thằng chồng mình. Đa số con yểu, đéo được tích sự gì. Cái đéo gì thế này? Mẹ về rồi, cho con tiền chơi nốt cơn vã đi mẹ. Rồi rồi, tới con chuyện này. Auto ship cám chim tới đây. Mùi gì vừa khắm lại vừa thơm thế nhỉ? Ôi cuốn quá, đói quá. Ôi rồi ôi, nhìn là biết bánh bà bụ làm rồi. Trông như hạch mà được cái vị cũng méo ra gì. Ăn đồ. Thôi đớp tạm vài cái rồi lấy sức mà đi ship cám chim tiếp. Dừng lại ngay thằng trời đánh kia. Cho con ăn một cái thôi mà mẹ. Ông nội mày sắp hẹo rồi nên muốn ăn chút bánh. Mày mang qua cho ông ăn đi. Giờ mẹ bỏ vào cái giỏ này, tổng cộng là 7749 cái. Tí mẹ gọi điện cho ông xác nhận lại. Thiếu cái nào mày ăn đòn cái đó nghe chưa con? Cái gì dám ăn rồi? Đã không được ăn lại còn bị hành. Kiếp sau mình sẽ không bao giờ đầu thai vào cái nhà này nữa. Đêm qua cày giờ năm tập cô hầu gái và anh chủ nhà may mắn không kịp ngủ nên giờ díu vờ cờ lờ. Thôi đặt tạm đít xuống đây đánh một giấc rồi tí đi tiếp vậy. Ôi, cái ép gì mà cứ cọ cọ sau khe đít mình thế nhỉ? Là bố mày đây chứ ai? Bớ là nước ơi, có rắn bập ép nhân tôi nè, cứu tôi, cứu tôi. Ơ thằng này lạ vờ lờ, đã ai làm gì mà kêu như lợn chọc tiết ấy, tào thật đấy. Ờ, bỏ đi rồi à, hết hồn con trồn, có giỏi thì quay lại đây ăn thịt tao nè, lêu lêu. Trời, ghê chưa, ghê chưa. Mẹ sư đang ngủ mà đứa nào hú hét như ngộ thế. À, thì ra là con danh con chó lợn này. Hình như nó có đồ để trong giỏ hay sao mà thơm thế, phải cướp mới được, ha ha ha. Em xinh đẹp và lung linh, là lá la. Hả? Đứng lại bé ơi, trong giỏ có đồ gì mà thơm thế? Ngươi là ai? Hỏi làm gì, đưa cái giỏ đây xem nào. Bỏ ra bạn ơi, bỏ ra. Bỏ ra. Ở gái xinh biếu to kìa. Đâu đâu. Chết đi đồ ngu. May là méo phải chân giữa chứ không thì hết đường làm ăn. Danh con, mày đứng lại. Ôi chạy bốn rớt con kêu. Thầy ông nội ơi mở cửa. Mở cửa cho cháu mau lên. Ơ thằng cháu báo thủ đến rồi đây à. What? Ông ơi đằng kia có con chó soi cứ đòi ăn bánh của ông. Nó đuổi theo cháu đến tận đây này. Ôi thế á, cháu vào nhà đi. Thằng đó cả xóm đều sợ chứ không riêng gì ông. Đúng đúng. Đúng, hợp lý. Ha ha ha, cuối cùng tao cũng tìm thấy nhà mày rồi nha con lợn kia. Hey, mở cửa ra, mở cửa ra. Tao sẽ phá nát cánh cửa này và húc trọn giỏ đồ kia. Ôi mẹ ơi, mất đà rồi. Ái ơi ra, bẹp con mẹ đó hàng họ rồi. Chúng đó giấu đồ ở đâu nhỉ? Anh kia rồi. Tất cả là của tao, ha ha ha. Ơ hình như dưới chăn có cục gì đó mềm mềm. Người tao mềm nhưng lòng dạ tao cứng như sắt đá. Rồi rồi, mày xong rồi. Mày không thoát được đâu con trai. Mày không thoát được đâu con trai. Tobi không tình yêu. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Hu hu anh ơi tha cho em. Đội ơn anh Châu nhiều nhé. Không có chi đâu ạ.
Ông ơi, bánh của ông này. Bánh ngon đấy. Ơ kìa, sao nát bét ra rồi? Cháu không biết, chắc do mẹ cháu mua phải nguyên liệu hết hàng.